Có chiều dài gần 2 km là một trong những tuyến đường quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Đường Pasteur là tuyến đường giao thông thuận lợi để đi từ trung tâm thành phố ra các tuyến đường khác, cho nên lúc nào cũng đông đúc xe cộ. Thế nhưng phần đường dành riêng cho xe máy hai bánh lưu thông thì đang bị những người buôn bán chiếm dụng để hoạt động. Với mục đích mở rộng đường Pasteur nhưng vẫn giữ được những cây cổ thụ, thành phố đã cho mở thêm làn xe hai bánh ở phía trong hàng cây. Thế nhưng xe hai bánh đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi di chuyển trong phần đường dành riêng cho mình. Trong làn đường nhỏ này, người thì đi bộ, người thì biến thành nơi mua bán, người đi xe máy ngược chiều, người đậu xe máy tràn lan, có người lái cả ô tô vào để dừng đậu. Thậm chí cả những người vào quán uống nước cũng thoải mái mang bàn ghế bày ra, ngồi và đậu xe choáng hết cả làn đường như thế này đây. Hồi xưa bây giờ nó khó vậy. Mà bây giờ nó gọn bớt rồi đó, hồi xưa rồi nó còn nhiều hơn. Đây nó lâu rồi cưng, nó là lực như vậy rồi. Dạ. Từ khi bảo vệ, có những cái quán cà phê nó mướn bảo vệ thì chạy kịp, có khi nó chạy không kịp thì đô thị nó phạt thôi. Điền miên vậy, năm nào cũng vậy, chục năm rồi. Theo người dân trong khu vực thì việc một số người chiếm dụng làn đường dành cho xe hai bánh để sử dụng cho mục đích riêng đã diễn ra từ rất lâu. Họ đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy. Theo ống kính của camera ghi lại thì vẫn có một số người đi xe máy chạy xe ở phần đường này, nhưng cuối cùng cũng phải trở ra làn đường bên ngoài. Vậy bản thân những người tham gia giao thông bằng xe hai bánh nghĩ gì về vấn nạn này? Tại sao họ lại không được di chuyển ở phần đường đã được dành riêng cho mình, mà lại phải chen chúc vào dòng xe ô tô một cách nguy hiểm như thế? Đường trong, thấy không? Người sàn quán với lại xe đậu quá trời nữa, cũng kẹt xe lắm. Thấy mấy người đi bộ rồi, cho bên trong thì mình để bên trong cho người ta đi. Thì nói chung quy ra thì giờ thấy đường nào dễ đi thì cứ đi thôi. Tại trong người ta buôn bán rồi dướng bận. Tại vì đi thẳng hướng này nên là đi ở trong kia, chỗ kia nó hẹp, đi bên đây an toàn hơn. Có lẽ việc chiếm dụng phần đường dành cho xe hai bánh ở đường Pasteur đã là một việc quá bình thường. Có một nghịch lý đáng lưu ý là đa phần những người đi xe máy cũng chọn việc chen chúc trong làn dành cho xe ô tô để nhường địa thế và không gian cho người đi bộ hoặc những người buôn bán lặt vặt, cả những người đậu xe tại đây. Thế nhưng điều này lại trái với mục đích mở rộng đường của thành phố. Mặt khác, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến đường này. Mặc dù đã có nhiều biện pháp xử lý từ các cơ quan chức năng, nhưng hiện tượng chiếm dụng nơi đây vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và di chuyển của người dân trong khu vực. Ý thức của mỗi người dân thì thật ra là biện pháp công an dù có bắt xong đi rồi người ta vẫn làm lại như vậy. Ông tháng thì chỉ có là đô thị nó lên hoặc công an lên thôi là mới dẹp đường phố cho rộng xe cho những người đi bộ thôi cơ. Chứ còn nếu không dẹp được thì nó là như vậy rồi, chạy được thì chạy, chẳng được thì phạt. Tốt là phải có bãi giữ xe. Trường này không có bãi giữ xe. Buộc người ta phải để ba vi phạm thôi, hiểu không? Những hoạt động chiếm dụng làn đường như thế này vẫn diễn ra một cách bình thản và thoải mái hàng ngày, hàng giờ, góp phần tạo thêm áp lực giao thông rất lớn cho đường Pasteur. Việc mở rộng đường để giải quyết lưu thông nhanh chóng cho khu vực nội đô dường như vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả, trong khi việc di chuyển nhanh, thuận lợi và an toàn chính là mong ước và quyền lợi của mọi người dân. Hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ có hướng giải quyết phù hợp để trả lại mặt đường thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển lưu thông của người dân qua con đường này. Kính thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường tràn lan đã không còn là chuyện nhỏ khi nó không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn khiến kẹt xe ngày càng trầm trọng. Thực sự, Ngọc cảm thấy bức xúc khi mà xe máy phải chạy tất cả ra làn ô tô như vậy. Dù biết đó là làn xe tổng hợp nhưng tại sao xe máy lại không được chạy vào làn xe của mình? Ngọc phải hiểu rằng là nếu như chương trình ngày hôm nay mà chúng ta không đề cập và cận cảnh vào thì cũng có rất là nhiều người hiểu rằng đó không phải là đường dành cho xe máy. Trong đó có tôi. Lại hiểu là đường dành cho xe đạp. Và vấn đề thứ hai
Thảo đã từng đi vào cái con đường dành cho xe máy nhỏ xíu ở đoạn đường Baxter này rồi. Nhưng vấn đề là con đường nó không được bảo trì một cách hợp lý, cho nên là nó không có láng, nó lồi lõm, nó ổ gà. Nào là do những cái rễ cây đâm ra, nào là do cái sự chiếm dụng của người dân làm cho mặt đường bị hư hại. Thì khi người ta chạy vào đó mà có chở con, hoặc là đi một xe mà khoảng như là hai vợ chồng mà chở một đứa con hay là đồ cồng kềnh, thì nó nhiều rất khi là khó đi vào trong đó còn kẹt xe hơn là đi ở ngoài nữa. Cái đường nó thật sự nó quá nhỏ. Nếu mà chỉ cần có một người bán hàng rong mà họ đang đẩy xe trên đó, thì cái việc mà Ngọc đi vào đó nó rất là khó khăn. Và vấn đề nữa chúng tôi muốn đề cập ở đây là ngoài những cái việc lấn chiếm lòng lề đường cho việc buôn bán vỉa hè, còn một vấn đề nữa là nếu như ai đã từng tham gia lưu thông ở những cái đoạn đường mà mọi người cứ nghĩ từ trước giờ là dành cho xe đạp, thì mọi người sẽ thường xuyên bị kẹt xe bởi vì có những cái điểm gửi xe ở đó và xe ra vào thường xuyên. Ngọc lại tiếp tục hy vọng một ngày nào đó trên đường Pasteur chúng ta chỉ thấy xe ô tô chạy vào đúng làn đường của mình, còn tất cả xe máy sẽ được chạy vào đúng làn đường bên trong. Mà điều đặc biệt là cái làn dành cho xe máy sẽ thông thoáng hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề chiếm dụng lề đường. Và đặc biệt đó là làm đẹp hơn về vấn đề mỹ quan đô thị.